An bắt đầu giải câu đố lúc 12 giờ 56 phút trưa và giải xong lúc 1 giờ 33 phút trưa. Hỏi An đã mất bao nhiêu thời gian để giải được câu đố? Chúng ta sẽ giả sử rằng đây là hai mốc thời gian trong cùng một ngày. Từ 12 giờ 56 phút đến 1 giờ chiều là bao nhiêu thời gian nhỉ? 60 trừ 56 bằng 4 phút. Từ 1 giờ đến 1 giờ 33 phút là 33 phút. Vậy An đã giải câu đố trong 4 phút, cộng thêm 33 phút nữa. Trước khi đến 1 giờ trưa, bạn ấy đã giải câu đố trong 4 phút, và sau 1 giờ, An tiếp tục giải câu đố trong 33 phút nữa. Vậy ta có tổng thời gian là 4 cộng 33, bằng 37 phút. Vậy bạn An đã mất 37 phút để giải được câu đố.